Chương 37. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài. Điều 451. Thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành. 1. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày phán quyết của trọng tài nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của bộ luật này. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định hoặc không có điều ước quốc tế liên quan để yêu cầu tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó. Hai, trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1 điều này thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn. Điều 452. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài. 1. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài phải có các nội dung chính sau đây: a. À, họ tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp tại Việt Nam của người đó nếu người được thi hành án là cơ quan tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó b họ tên địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành nếu người phải thi hành là cơ quan tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại việt nam người phải thi hành là cơ quan tổ chức không có trụ sở chính tại việt nam thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. C. Yêu cầu của người được thi hành. 2. Đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được công chứng chứng thực hợp pháp. Điều 453. Giấy tờ tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu. 1 gửi kèm theo đơn yêu cầu là giấy tờ tài liệu quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp không có điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế không quy định thì kèm theo đơn yêu cầu phải có giấy tờ tài liệu sau đây. A. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực phán quyết của trọng tài nước ngoài. B. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực thỏa thuận trọng tài giữa các bên. 2. Giấy tờ tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài thì phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được công chứng chứng thực hợp pháp. Điều 454. Chuyển hồ sơ cho tòa án. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ tài liệu quy định tại điều 453 của bộ luật này thì Bộ Tư pháp phải chuyển cho tòa án có thẩm quyền. 2. Trường hợp Bộ Tư pháp đã chuyển hồ sơ cho tòa án mà sau đó lại nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho biết đang xem xét hoặc đã hủy bỏ, đình chỉ thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, thì Bộ Tư pháp phải thông báo ngay bằng văn bản cho tòa án biết. Điều 455. Thụ lý hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến hoặc nhận được đơn và giấy tờ tài liệu kèm theo do người có đơn yêu cầu gửi đến, tòa án có thẩm quyền căn cứ vào các điều 363, 364 và 365 của bộ luật này để xem xét thụ lý và thông báo bằng văn bản cho người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, viện kiểm sát cùng cấp và bộ tư pháp. Điều 456. Chuyển hồ sơ cho tòa án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền trường hợp sau khi thụ lý mà tòa án xét thấy việc giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại việt nam phán quyết của trọng tài nước ngoài thuộc thẩm quyền của tòa án khác của việt nam thì tòa án đã thụ lý ra quyết định chuyển hồ sơ cho tòa án có thẩm quyền và xóa tên yêu cầu đó trong sổ thụ lý quyết định này phải được gửi ngay cho viện kiểm sát cung cấp và đương sự Đương sự có quyền khiếu nại, viện kiểm sát có quyền kiến nghị đối với quyết định này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, kiến nghị, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại điều 41 của Bộ luật này. Điều 457. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu. 1. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thụ lý, tùy từng trường hợp mà tòa án ra một trong các quyết định sau đây: a. tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu, b đình chỉ việc xét đơn yêu cầu, c, mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án có quyền yêu cầu người được thi hành giải quyết những điểm chưa rõ trong đơn. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 2 tháng. Tòa án phải mở phiên họp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Tòa án chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn 15 ngày. Trước ngày mở phiên họp, hết thời hạn này, viện kiểm sát phải gửi trả hồ sơ cho tòa án để mở phiên họp xét đơn yêu cầu. 2. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Phán quyết của trọng tài nước ngoài đang được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi trọng tài ra phán quyết xem xét lại. B. Người phải thi hành là cá nhân chết hoặc người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã sắp nhập hợp nhất chia tách giải thể mà chưa có cơ quan tổ chức cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan tổ chức cá nhân đó. C. Người phải thi hành là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật. Trong thời gian tạm đình chỉ, thẩm phán được phân công giải quyết vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết đơn yêu cầu. Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu theo quy định tài khoản này, Thẩm phán có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục những lý do dẫn đến việc tạm đình chỉ trong thời gian ngắn nhất, để kịp thời tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu. Khi lý do tạm đình chỉ không còn, thì thẩm phán phải ra quyết định tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu. 3. Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây: a người được thi hành rút đơn yêu cầu hoặc người phải thi hành đã tự nguyện thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài b người phải thi hành là cá nhân chết mà quyền nghĩa vụ của người đó không được thừa kế c người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã bị giải thể phá sản mà quyền nghĩa vụ của cơ quan tổ chức đó đã được giải quyết theo quy định của pháp luật việt nam d người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã bị giải thể phá sản mà không có cơ quan tổ chức cá nhân nào kế thừa quyền nghĩa vụ tổ tụng của cơ quan tổ chức đó. D. Tòa án không xác định được địa điểm nơi có tài sản tại Việt Nam của người phải thi hành theo yêu cầu của người được thi hành phán quyết trọng tài. Điều 458. Phiên họp xét đơn yêu cầu. 1. Việc xét đơn yêu cầu được tiến hành tại phiên họp do hội đồng xét đơn yêu cầu gồm 3 thẩm phán thực hiện. Trong đó, một thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của chánh án tòa án. 2. Kiểm sát viên viện kiểm sát cung cấp phải tham gia phiên họp, trường hợp kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp. 3. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Nếu một trong những người này vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên họp việc xét đơn yêu cầu vẫn được tiến hành nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ yêu cầu tòa án xét đơn vắng mặt họ hoặc người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt hội đồng xét đơn ra quyết định đình chỉ việc giải quyết đơn nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt hoặc khi có một trong các căn cứ quy định tại khoảng 3 điều 457 của bộ luật này. 4. Khi xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành, hội đồng không được xét xử lại tranh chấp đã được trọng tài nước ngoài phán quyết. Tòa án chỉ được kiểm tra đối chiếu phán quyết của trọng tài nước ngoài, giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu với các quy định tại chương 35 và chương 37 của bộ luật này các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để làm cơ sở cho việc ra quyết định công nhận hoặc không công nhận phán quyết đó. 5. Sau khi xem xét đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của người được triệu tập, của kiểm sát viên, hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số. Hội đồng có quyền ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài hoặc quyết định không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài điều 459 những trường hợp không công nhận một tòa án không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài khi xét thấy chứng cứ do bên phải thi hành cung cấp cho tòa án để phản đối yêu cầu công nhận là có căn cứ hợp pháp và phán quyết trọng tài thuộc một trong các trường hợp sau đây a các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên b Thỏa thuận trọng tài không có giá trị pháp lý theo pháp luật của nước mà các bên đã chọn để áp dụng hoặc theo pháp luật của nước nơi phán quyết đã được tuyên nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó. C. Cơ quan tổ chức cá nhân phải thi hành không được thông báo kịp thời và hợp thức về việc chỉ định trọng tài viên về thủ tục giải quyết vụ tranh chấp tại trọng tài nước ngoài hoặc vì nguyên nhân chính đáng khác mà không thể thực hiện được quyền tố tụng của mình. D. Phán quyết của trọng tài nước ngoài được tuyên về một vụ tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết hoặc vượt quá yêu cầu của các bên ký kết thỏa thuận trọng tài. Trường hợp có thể tách được phần quyết định về vấn đề đã được yêu cầu và phần quyết định về vấn đề không được yêu cầu giải quyết tại trọng tài nước ngoài thì phần quyết định về vấn đề được yêu cầu giải quyết có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam d thành phần của trọng tài nước ngoài thủ tục giải quyết tranh chấp của trọng tài nước ngoài không phù hợp với thỏa thuận trọng tài hoặc với pháp luật của nước nơi phán quyết của trọng tài nước ngoài đã được tuyên nếu thỏa thuận trọng tài không quy định về các vấn đề đó e phán quyết của trọng tài nước ngoài chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên g phán quyết của trọng tài nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi phán quyết đã được tuyên hoặc của nước có pháp luật đã được áp dụng, hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành. 2. Phán quyết của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận nếu tòa án Việt Nam xét thấy A. Theo pháp luật Việt Nam, vụ tranh chấp không được giải quyết theo thể thức trọng tài. B. Việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 460, gửi quyết định của tòa án 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ việc giải quyết đơn quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 457 của bộ luật này. Tòa án gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát cung cấp. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài, quy định tại khoảng 5 điều 458 của bộ luật này. Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát cung cấp. Nếu đương sự ở nước ngoài không có người đại diện hợp pháp tại Việt Nam và tòa án đã ra quyết định vắng mặt họ theo quy định tại khoảng 3 điều 458 của bộ luật này, thì tòa án gửi quyết định cho họ theo đường dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Bộ Tư pháp theo quy định của Điều ước Quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 3 việc gửi quyết định của tòa án được thực hiện theo các phương thức quy định tại Điều 474 của Bộ Luật này. Điều 461. Kháng cáo kháng nghị. 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 457 hoặc khoảng 5 Điều 458 của Bộ Luật này, đương sự người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo quyết định đó. Trường hợp đương sự không có mặt tại phiên họp xét đơn yêu cầu thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được quyết định. Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý do và yêu cầu kháng cáo. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp của họ không thể kháng cáo trong thời hạn nêu trên, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn kháng cáo. 2. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của tòa án quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 457 và khoản 5 điều 458 của bộ luật này. Thời hạn kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là 7 ngày, của viện kiểm sát nhân dân cấp cao là 10 ngày kể từ ngày viện kiểm sát nhận được quyết định. Điều 462. Xét kháng cáo kháng nghị. 1 Tòa án Nhân dân cấp cao xét lại quyết định của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo kháng nghị trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp cần phải yêu cầu giải thích theo quy định tại khoản 1 điều 457 của bộ luật này, thì thời hạn này được kéo dài nhưng không quá 2 tháng. 2. Thành phần hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị gồm 3 thẩm phán, trong đó có một thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Phiên họp xét lại quyết định bị kháng cáo kháng nghị được tiến hành như phiên họp xét đơn yêu cầu quy định tại điều 458 của Bộ luật này. 3. Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị có các quyền sau đây: A. Giữ nguyên quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. B. Sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. C. Tạm đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị. D. Đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị. D hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. E. Hủy quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ quy định tại khoảng 3 điều 457 của bộ luật này. 4. Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị, đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị trong các trường hợp sau đây. A. Đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị b đương sự kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt và không có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt trường hợp đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị trước khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định mở phiên họp xét kháng cáo kháng nghị thì thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên họp ra quyết định đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị Trường hợp đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, Viện Kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị sau khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định mở phiên họp xét kháng cáo kháng nghị, thì hội đồng xét kháng cáo kháng nghị ra quyết định đình chỉ giải quyết xét kháng cáo kháng nghị. Trong các trường hợp này, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét kháng cáo kháng nghị. 5. Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm trong các trường hợp sau đây: a. À, việc chứng minh của đương sự phản đối việc công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài hoặc căn cứ để tòa án cấp sơ thẩm ra quyết định công nhận hoặc không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài không đúng quy định tại chương 35 và chương 37 của bộ luật này. Các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Thành phần của hội đồng xét đơn của tòa án cấp sơ thẩm không đúng quy định tại chương 37 của bộ luật này hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 6. Quyết định của tòa án nhân dân cấp cao có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định và có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm theo quy định của bộ luật này. Điều 463. Tạm đình chỉ thi hành, hủy quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 1. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc đang xem xét yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài từ đương sự hoặc Bộ Tư pháp Tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó, phải yêu cầu thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của tòa án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết và gửi quyết định đó cho tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài, đồng thời gửi cho đương sự người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể áp dụng biện pháp bảo đảm cần thiết cho việc tiếp tục thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nếu có yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân được thi hành. 2. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, tòa án Việt Nam đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài, ra quyết định hủy bỏ quyết định đó và gửi quyết định này cho đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cơ quan thi hành án dân sự. Ngay sau khi nhận được quyết định của tòa án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.